200 mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ nè. Dạ, cảm ơn. Chết nhiều lắm rồi, chứ phải mãi đâu. Không có lấy nhậu nha, cái này dạ. Mua đồ ăn cho con. Chào. Đưa gửi vô ngoại mày đó. Ai? Thằng lớn. Nó khóc. Ngoại nó ở đâu? Ngoại huyện Thái Bình, cả tỉnh Cà Mau. Rồi chị đi làm được nào mới về? 4-5 giờ mới về. Ngày mấy giờ? 3 giờ. Chị có đem điện thoại không? Không. Có điện thoại chị biết có điện thoại thôi. Vợ chồng sắm đứa cái thôi. Mà đéo biết xài. Mà vô không biết chữ mà. Không có điện gì đâu. Không biết xài. Ở dưới bên vợ không ai điện chứ. Để gì vậy? Chị Lan nhiêu tuổi rồi không? Em 48 đó, vợ em nhỏ hơn em 2 tuổi. Anh 48 ha. 48 mà thấy cũng còn trẻ dữ ta. Dạ gì anh nói em già. Anh còn trẻ. Con tới con quay, con cũng đồng mạng biết vậy đó. Thì bà cũng xuất viên thêm hẳn, nhưng mà bỏ bớt nhậu đi. Còn giữ cho cá hàng cho nó tôi nói còn lại nữa. Tôi nói là giờ đó, ai anh em nào. Là sáng anh nhậu rồi chiều nhậu luôn hay gì? Không có, chiều. Gì? Chiều mới nhậu. Chiều hả? 3 giờ phải làm lại vài ly. Ừ. Tắm rửa rồi vô mùng ngủ. Dạ. Anh ngủ đâu? Ngủ giường đó. Ngủ giường nữa ha. Ừ. Hai nhỏ ngủ trong hả? Ngủ trong với mẹ đó. Mà tôi kêu ra con tôi ngủ, vợ tôi không cho. Kêu con ngủ, vợ không cho hả? À. Sao không cho? Nó nói ông hút thuốc. Mình hút thuốc mình biết chứ. Giờ nó ngủ không lẽ mình giờ nó thức mình đâu hút. Vậy anh bằng đêm không có ngủ hả? Có ngủ không? Em có rượu vô em ngủ. À, không có rượu là em ngủ được. Có rượu vô em mộng về em tức là mở đèn mở tivi rồi. Rồi tới sáng luôn. Tới sáng luôn. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Rồi giờ anh thấy trong mình sao? Bình thường, ăn uống bình thường. Không có gì chân ha? Không có gì. Mà lên lần gần đi bán đồ ở xa vợ không cho đi sợ lạ. Sợ gì? Sợ lạ. Bán cái gì? Bán rau. Đi bán rau bán cái xa làm chi? Bán vòng chợ được rồi. Chợ à, coi lãnh ta đồn có giá. Chợ coi lãnh ta đồn có giá hả? Ừ. Trời ơi. Rau chỗ nào bán không được? Ở đây có mười mấy ngàn ký, hai chồng đi cắt ngày 30-40 ngàn. Rồi xe này mới mua ha, ai cho hả? Người chị thứ áo cho, bây giờ nó tàn rồi. Rồi anh chạy được không? Còn chạy được, nó muốn chạy chạy muốn không không? Anh chạy được không á, anh biết chạy xe không á? Được, chạy chạy cả chục năm nay mà. Chạy được ha. Mới 12 tuổi là chạy xe được rồi, chạy 67. 67 của người vượng. Nghe nói hồi lúc trẻ anh cũng đi chơi lắm phải không? Ăn chơi dữ lắm, lúc đó em đi mặn em ăn chơi lắm. Anh kể rồi. Hồi lúc đó em đi mặn lò sấy. Ừ. Rồi còn có bà xã về mặn lò sấy 700 ngàn, đưa bà xã 500 ngàn, 200 ngàn bỏ túi đi mua thuốc uống một phê. Không có mẹ ăn cắt. Đi ghe là còn tiền còn men lâu lâu. Lúc mà anh chưa có vợ kìa. Chưa có vợ là em ăn chơi. Ăn chơi lắm ha. Cũng bạn bè bằng chung á. Thì mà ăn chơi không nào bao nào 5 năm. Mày 100 tao 100, mày 500 tao 500. Mà lúc đó là anh có đi một đời vợ rồi hả? Một đời vợ rồi, đời vợ bằng mai mà vợ đời đầu á là đẹp gái dữ lắm. Đẹp ha. Đời vợ lớn tôi năm nay con tôi còn là 16 tuổi rồi. 16 tuổi rồi ha. Thằng bạn tôi nó làm xui rồi đó. Rồi sao mà chia tay? Tại vì vợ chồng lũng củng. Tôi cự nó vụ mà phá thai đó. Mới có mấy tháng cứ chuột à. Mình nghĩ là bà vợ thôi. Bà vợ tôi bà dò bồ ngót với dừa tư. Tôi mua bồ ngót với dừa tư về bà dò dập dập vô. Ừ. Mà nó đau bụng đập đầu như cá lóc á. Đau bụng hả? Bác sĩ nói này phá thai. Hỏi cho vợ mày uống cái gì. Nó uống nước dừa với bùn ngót. Nó bùn ngót là phải đau bụng rồi. Ừ. Phá thai. Thôi ai cho uống, nó bà già vợ. Rồi chú uống dừa với dừa tư với bùn ngót là phá thai sao? Ừ. Rồi lúc đó anh biết không? Bác sĩ nói mới biết. Tại vì mới cứ vợ lần đầu tiên đâu biết. Biết đem đâu cho uống. Nó bẻ vừa, ngon vừa rồi nó đâm. Tôi vô đó ngồi cho anh quay vô. Nó chỉ biết chị bệnh á. Nhưng mà
còn rau má em uống hàng ngày. Lâu lâu em quay á là ký rau má để cho con vợ chồng con gái uống cho má. Quay nước dừa không uống nước lạnh à. Rồi hồi lúc mà chị bị bệnh đó rồi có cho hai em bé bình này bú không? Đâu có, nó lớn rồi. Uống sữa hộp không à? Không có, hồi lúc mà chị phát bị bệnh kìa. Mới phát bệnh tôi bệnh trước, rồi lên thử máu. Sợ mới thử máu hết. Rồi mới biết. Là thử máu lâu chưa? Thì tôi vừa lên là bệnh là dính luôn tới giờ năm. Bị bệnh này là không có hết được đâu, tí là chết luôn à. Suốt đời luôn bác đó. Sĩ nói rồi, không uống thuốc là chết. Mà sao lúc đó anh chơi ẩu dữ vậy? Ẩu gì, dùng nhậu vô rồi. Dùng nhậu chơi mà không tốn tiền, mà dùng rửa gần gơm một phê cháy. Chơi không tốn tiền chơi hí luôn ha. Tí mua đúng. Mồi mua rượu lại tới nhà tới chạy rồi lúc trước cái chòi nhỏ xíu à. Bởi vì chơi hí bây giờ bị bệnh đó, thấy chưa? Chơi mà không lựa. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm phải không? Bữa đó không có xài bao sao? Không. À, hả? Để trống luôn. Để trống luôn. Ừ. Trời ơi. Không liệu dữ hả? Cái chị kia lớn tuổi chưa? Nhỏ. Nhiều. Năm nay nó khoảng chết hôm nay năm mấy rồi. Mà lớn khoảng 43 42 tuổi à. 42 tuổi mà chết, chị đó chết trong năm mấy rồi ha. Thì là bà bị trước, bà chết trước, anh bị sao? Tôi chị đúng bác sĩ, nó điều trị Sài Gòn sao đó. Rồi thì điều trị không đúng bác sĩ. Không đúng ha. Tại bệnh viện Sài Gòn nhiều bệnh viện mà bệnh nét này là phải đi đúng bệnh viện. Thằng em tôi kìa, thằng anh tôi chứ, điều trị vòng vòng đây nè, chết ngắt rồi. Đâu xăng cái tay lên cao luôn rồi, có đâu mình dở áo lên luôn rồi. Cởi áo rồi anh, dở rồi coi. Dở áo lên đó, dở lên. Đó, dở cái mình lên kìa. Thấy không? Thấy gớm ghê không? Giờ không mà. Không biết sống ngày nào, chết ngày nào. Người cái đường đó thẹo đó là gì vậy? Thẹo mẹ hôm kèo bé trai. À. Anh này chắc không lâu lắm rồi. Trời ơi, tao nói ăn nhậu vô thì mau chết. Điện gì mà còn nhậu nữa. Ừ. Bác sĩ nói mày uống thuốc đều là nhẹ nhất là 80 tuổi, 70 tuổi. Người ta 90 tuổi kìa. Trên bệnh viện ở quận 4 kìa. Lên trển tôi vô lãnh thuốc nè. Ông nói bệnh nhiêu năm. Mà mấy đứa làm Sài Gòn mà bệnh viện Sài Gòn. Không biết bệnh viện Sài Gòn nhiều bệnh viện Sài Đéc. Con gái mà nó ngu, sinh viên. Rồi bị gì? Cũng như em nè. Xì ra luôn ha. Ừ. Thôi mốt đừng có nhậu nữa nha. Dạ. Em cho anh 200 mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ nè. Dạ, chết nhiều lắm rồi, chứ phải mà ấy đâu. Không có lấy nhậu nha, cái này dạ. Mua đồ ăn cho con. Trời ơi, lấy gì chiều là mua hết trăm à. Hôm qua mua lốc nước ngọt hai mấy ngàn, tới chiều là hết. Ngày nào cũng nhậu đi chứ hả? Không có. Không có uống, chị để cơm cá không mà có. Chỉ em có tiền là em mua đồ ăn cho nó, mua sáng ăn cơm thằng 10 ngàn. Rồi giờ hai chồng ngủ riêng hay ngủ chung? Ngủ riêng. Không cho ngủ chung hả? Không. Kỳ á. Thì đã bệnh vậy rồi ai khuyên mình thì mình ngủ riêng đi. Như bây giờ là không có để đẻ nữa nha. Nghỉ đẻ rồi. Ừ. Em ham đứa con gái. Đẻ nó bác sĩ đẻ cũng bình thường, nó qua cơn đó rồi nó không có dính nữa. Nuôi con mà nuôi. Ừ, giờ là không có đẻ nữa. Nuôi uống chết rồi còn bị bệnh. Đẻ người nữa thôi bỏ luôn. Mà đẻ nữa. Đẻ nữa đâu tiền đâu nuôi. Mà còn thằng nhỏ kia bị bệnh nữa chưa? Thằng nhỏ kia có nhà nước nuôi rồi. Mà nó còn ở đây không? Ở đây. Ở đây ha. Có hình không? Hả? Có hình nó không? Có hình vợ với con lớn không? Ủa, có. Hình đó. Đâu? Hình bả nè. Học mầm non nè. Đây là cái hình của ảnh với chị. Hình đám cưới. Hình đám cưới nè. Đó, còn nhỏ thì học rồi sao người ta ăn được, người ta thương người ta cho được cái hình đó. Năm nay tới hình bự này nữa. Hình đẹp trai quá trời mà phá cơ thể ông, bởi vì ông ham chơi quá trời hả? Hình nó đẹp hay mà. Nó thì nó ấm nhách trong tay ông có chút. Thằng này thằng lớn hả bà? Nhỏ, thằng lớn đó. Nó nhỏ hơn thằng này nhá. Này đám cưới hồi 2011 phải không? Bé lớn này cũng đã bị sida luôn rồi nha. Tấn Hùng Thúy Lan 2021. Là bé này con thứ hai của ảnh là cũng bị sida luôn ha mọi người. Đây nè. Thằng này sao không có bị
mà thằng đó bị đó. Thằng này cũng bị sida luôn nè. Là thằng này thằng lớn ha. Mấy tuổi rồi bà? 8 rồi. Gì 8 tuổi? Còn tướng nó còn nhỏ rồi. 8 tuổi hả? Này mấy tuổi? 7 rồi. 7 tuổi nó có 5 1. Người ta về lớp 1 rồi đó. Vậy là anh này đã, anh cưới là lúc cách đây 10 năm ha. Bé này 8 tuổi ha mọi người. 9 tháng 11 nè. Còn bé này thì 7 tuổi sinh năm 1 không ạ? Sinh năm 1. Này có đồng tiền nữa nè. 2 đồng luôn. Bây giờ thằng này anh kia phải lo cho nó đưa cho ai nuôi á thì đưa gì đưa cho bà nội nó nuôi ở 2-3 bữa nó chạy về 2 bữa chạy về hả? Tính thằng lớn cho ba cho thành phố ông bác sĩ nó thấy ai chồng nó nghèo rồi đưa gửi con lên cho ông nuôi cho ăn học tới 18 tuổi rồi vợ tôi không chịu tôi muốn ý tôi muốn chịu mà tôi chưa lên tiếng chừng nào tôi gửi con tôi phải lên chỉnh biết nhà cửa cùng ông lên cho anh ông. Tôi bây giờ sống đây nhờ sớm ghiền không à. Sớm ghiền cho ha. Từ thiện sớm ghiền bây giờ ở đây từ thiện dữ lắm. Từ thiện bây giờ cho tôi cuốn sổ lạnh gạo nguyên suốt đời. Suốt đời luôn ha. Suốt đời. Nhưng mà anh bị này thì anh phải dưỡng sức, anh đừng có nhậu. Cũng buồn ở nhà mình buồn cũng phải làm vài ly. Đừng ông trai mà ra đường không rượu chè không rượu thuốc á, ta nói mình đừng bà mình bị, anh bị dễ bị bệnh đi sao nhậu được cũng buồn cũng quay lại gắng làm bây vài ly để đi ngủ thì với anh mà tôi chiều mà tôi uống 3 ly ngủ là tôi thức sáng đêm tôi mở đèn tôi mở vô tiếng sáng đêm ngủ không được hay gì ngủ không được chẳng dạng là quất mình là tôi sầm mùng vô mùng ngủ uống vô ngủ mà được ha. Ghiền vậy là ghiền rồi. Chưa tới ghiền mà có bao uống ly đâu được ghiền chứ đừng xị mà. Chưa ghiền uống rồi. Đi đâu? Mà em hút thuốc giỡn đâu có tác hại gì nhiều. Đi hút thuốc gì mới có tác hại. Hego với 3 số. Phẩm chất nó là cái thuốc độc nó thuốc thơm. Mà ghiền cà phê sữa không? Mà tôi bàn với vợ tôi đó là tôi nói mua nát cà phê nó mét cà phê mắc cà phê ống phải mua cà phê Việt cà phê đen á pha vô rồi chị đi làm cỏ mướn cho người ta hay gì không có đi vũ mè cho người ta hả cho thằng em út ở bên nhà kế bên đây nè bà sao ánh bị bệnh gì mà ánh cũng nhậu bà thôi em về anh ơi dạ. Thôi giờ nè, dạ. Đừng có nhậu nữa. Trời ơi, nhậu nó phá sức khỏe nhiều lắm á. Mà nhậu rồi em ăn tép tôm gì ăn phải 1 ký. Ừ. Cá là ăn phải 1 ký. Dữ vậy? Có đâu mà. Bây giờ nuôi sức có khỏe có. Có tiền mua ăn. Mà anh có ăn khi nào ăn được 1 ký gì chưa? Thịt chó em ăn 1 ký đó. Dữ vậy trời. Bây giờ tôi đâu cho mằng chó ăn. Con gái chị máu rồi kìa. Thôi nè đừng có dạ. Nè gãi máu đó là không có được gần con em dạ, biết ông đụng vô con ông ôm đó mà. Em biết thì đó nó có một thằng lây rồi đó còn thằng này không có bị gì thằng mẹ nó lây trong bụng mẹ gì mình khuyên được thì mình khuyên thôi chứ giờ sao giờ đó chân cẳng rồi nè gãi chỉ nói lum chưa trai này đi ruộng kiến hả. Ủa mẹ em không sợ nước bà bệnh lúc... này người ta nói sợ nước mẹ em không sợ hồi lúc trước ảnh phát hiện bệnh đó bà biết không à không thấy rỉa cây nó dầm nằm đó nằm chỗ hả nằm chỗ luôn trời ơi có 32 kg à có nguyên Sài Gòn rồi bác sĩ điều trị rồi bác sĩ người ta khám người ta biết không biết người ta biết bệnh mà về bây giờ bệnh viện Sa Đéc muốn nửa năm rồi không kêu vợ chồng tôi ra cút máu con tôi với bác sĩ Sài Gòn là 3 tháng lên cút máu một lần không tiền mẫu lần đi chứ mà cái thằng nhỏ này sao nó không bị ha thằng bự bị mà thằng nhỏ không bị đâu dạ đi hàng năm rồi đó bà rồi mắc mướn xe đi mướn xe lặn chiều rồi đi rồi không có sao này xin giấy gì sao đét rồi tại dịch quá rồi bác sĩ mới cho về đó nè hồi đợt mà đầu tiên á là anh ngồi ngoài lộ là anh nằm một đống ngoài lộ luôn đi không nổi đó lúc mà anh qua đó là anh khỏe em khỏe đó rồi đó
Chứ đợt đó ông ngồi gặp cái lộn ông nhìn cái là hết ham liền. Trời ơi dễ hả? Ừ. Nằm xuống luôn chứ đâu có đi nổi. Nằm mùi lỗi quá. Em có giọng nó buồn em ra nè, ông chứ trưa nắng em ra dâu ở trong nhà chịu đó không nổi. Sao buồn? Nắng hồng quá chịu không nổi, quạt gió hoài tấm thì điện đó không nổi. Chiều thì vợ con nó quạt sáng đêm. Tư quy mở tới 11, 12 giờ. Ông ngồi ông dòm cái này thấy hết. Đóng tiền điện. Điện em giảm tủ lạnh, không xài tủ lạnh. Mượn tháng gần 200 ngàn tiền điện. Đó mới còn một mà bây giờ là 10 rồi đó. Bởi vì em bây giờ em hối hận cuộc đời em. Không lẽ em buông cho chai rally thuốc sau em uống em tự dần. Thiệt với anh vậy đó. Giờ tôi nói hoài, nó cự tôi hoài. Ờ tao bưng ly thuốc sâu tao quất cái rồi mày gọi cự tao. Giờ anh chữ anh ha. Cự. Chữ sao? Cự nói ông chiều bữa nào cũng nhậu, không nhậu nhiều mà anh xị. Có tiền để mua mồi ký về con cái ăn. Em mua mồi cái u quy mua lần 2-3 ký. Bắt nó mặn ha. Bắt mặn chữ ha. Tao mặn rồi rửa gáy lại thôi. Mà bệnh này bác sĩ đâu cho ăn hột vịt. Không cho sao? Không. Rồi thằng nhỏ đi học đi bằng xe đạp hay gì? Nhẹ không bà? Em chở. Anh rước gì ha? Đã lớn tuổi rồi. 9 giờ rước. Con rồi, lo cho cháu nữa, sức khỏe cũng. Một tháng tiền xăng em tính ra là 600 ngàn. 600 ngàn. Tiền chạy đưa ngày nữa. Rồi bây giờ ảnh cũng đỡ khỏe nhiều hả bà? Bây giờ anh bớt rồi ha. Vậy chứ bà biết làm sao mà nói. Chừng chịu lại nữa rồi chết. Bây giờ trời phạt à anh ơi. Trời phạt độ cho sống thì nuôi con, không cho sống thì chết. Chứ đừng có nằm mà báo. Bây giờ em có giấy tờ rồi. Nhà nước cho con em sống được suốt đời rồi. Suốt đời mà anh tháng được 400 ngàn. Mỗi tháng có được. Cúng tiền đường một ngọt. Được. Nhưng mà cái bệnh này anh nhậu quý cực kiệt sức rồi si rồi đi luôn á. Nó nhậu rồi không ăn được, rồi ngủ không được. Không ăn gì, ăn không có tiền ăn á. Có ăn cơm được không? Được. Ăn lần tô. Mì ăn lần hai gói. Mì ăn mì xào. Có không à? Có chứ không có. Mà tôi thấy không có tiền để mì cho con ăn. Tiền mua cơm cho con ăn. Nhịn đói. Vợ chồng tôi nhịn đói cho con ăn. Có ăn không đâu, ăn hai cái anh bị này là anh không có nhậu nè. Không nhậu, không hút thuốc. Cha mẹ nào mà bỏ con hết thì con dùng có bệnh gì hoặc là bị bất cứ cái gì cũng vẫn là nuôi hết. Để nói trong lòng mẹ bao la đó. Nghèo thì bây giờ mình nuôi nghèo. Rồi. Còn có tiền thì nuôi có tiền. Chứ ai cũng làm cha làm mẹ thấy thương. Thiệt với anh Sài Gòn, mỗi lần tôi đi lãnh thuốc Sài Gòn tôi có 100 ngàn mà tôi đi tới Sài Gòn đó. Chính thần à. Ở chỗ đó kiếm lên này. Bệnh viện tôi xin tiền nhờ cái anh đó cho được 100 ngàn. Ừ. Rồi anh kêu tôi đi ăn, nó sáng giờ ăn chưa? Ừ. Nó không ăn đi ăn đi, nó kêu ảnh kêu đi ăn đi. Ăn đi em lo cho anh ăn. Ừ. Cho 100 ngàn. Ừ. Em có tiền xe về. Ừ. Rồi em cũng cảm ơn anh ha. Dạ. Thì em xin phép tôi về, trời mưa tới rồi. Dạ. Có gì thì nữa em trả lời em hâm anh. Dạ.